Năm 1989, cuộc đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ra đời, lấy ý tưởng từ các cuộc đua đường truyền lớn trên thế giới. Ông Phạm Khắc, khi ấy là phó giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đã được giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện thể thao theo mô hình xã hội hóa, một khái niệm còn rất mới mẻ lúc bấy giờ. Làm thế nào vừa tổ chức thi đấu thể thao, vừa tác nghiệp truyền hình, vừa kết nối các địa phương trong điều kiện thông tin liên lạc còn rất hạn chế? Là một phóng viên từng có mặt khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam, nên dù đã trở thành một đạo diễn rồi làm công tác quản lý ở thời bình, trong con người ông vẫn là chất của một người lính, không sợ khó khăn, không ngại học hỏi. Ở vai trò trưởng ban tổ chức, ông tập hợp quanh mình một đội ngũ vừa làm vừa mày mò tìm hiểu. Vậy là lần đầu tiên ở Việt Nam có một giải đấu xe đạp tường thuật thi đấu theo từng chặng đua phục vụ khán giả theo dõi trên truyền hình. Một con đường vạn dặm thì bao giờ những bước đi đầu tiên là khó nhất. Những cái bước đầu về nhân sự đã đặt một cái nền tảng không chỉ là về mặt chuyên môn, về mặt tổ chức, từ từ chúng ta trưởng thành, mà còn về mặt những mối liên kết với các địa phương, để chúng ta thấy rằng cái cuộc đua này gắn bó với rất là nhiều tỉnh thành ở trên cả nước. Chúng ta có cuộc đua Xuyên Việt, bây giờ chúng ta chỉ cần đi đến đấy và có một cuộc họp, gần như là mọi người đã biết là phải làm cái gì. Chúng tôi là thế hệ thứ hai, thì chúng tôi nghĩ rằng những người đầu tiên, trong đó chú Khắc là đứng đầu, là một con người dám chấp nhận thử thách, dám nghĩ đến cái mới. Và chú Phạm Khắc á, cá nhân tôi thấy chú nhìn cái đặc điểm, cái quân của mình ấy, chú biết người này mạnh về cái gì, yếu về cái gì, và ông đã sử dụng được. Tôi nghĩ đấy là cái vai trò quan trọng nhất. Từ bạn bè đồng đội cùng thời đến các lớp thế hệ hậu sinh, những ai từng biết và làm việc với ông Bảy như tên thường gọi đều nhận xét sự thành công của ông là biết nhìn người, thấu hiểu năng lực, tin tưởng giao việc đúng người. Đội ngũ do ông Bảy chọn lựa từ những ngày đầu đã trở thành thế hệ đầu tiên của cúp truyền hình, tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm, từ đó xây dựng cuộc đua liên tục phát triển lớn mạnh như hôm nay. Từ lần đầu chỉ có 4 chặng đua, cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc đua mang tầm quốc gia, nhiều lần tổ chức lộ trình xuyên Việt, 2 lần mở rộng sang nước bạn Lào, Campuchia. Từ khi hình thành cái giải cúp truyền hình xe đạp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh là đã có cái tiêu chí, cái ước mơ, tức là sẽ mở rộng ra khu vực Đông Dương. Cái lần thứ 18 này mà nó mấy ngày đua trên đất nước Lào thấy rất vô cùng thuận lợi, thì đó là một cái thực tiễn rất là quý báu để cho ban tổ chức mình nâng cấp lên, để rồi những cái năm sau đó thì ta mở rộng hơn nữa. Bước vào năm thứ 35, cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận công sức của nhiều tập thể và cá nhân, và chắc chắn chúng ta không thể không nhớ đến người dẫn đường kiên cường, anh hùng lao động, cố nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc. Cuộc đời tôi là đi 34 năm tôi đều tham gia, thì những cái kỷ niệm mà tôi ấn tượng nhất là cái năm đầu tiên là đua Xuyên Việt rất là khó khăn. Năm 93, trên đường để hành quân đi ra, xe của chú Khắc cũng bị tai nạn. Đến bây giờ, cứ nói đến đua xe tôi đều nhớ đến chú Phạm Khắc, một con người phải nói là có đầy đủ bản lĩnh của một người chiến sĩ cách mạng. Ông công tác tổ chức rất là bình tĩnh. Chú bị thương ra gặp chú, luôn luôn chú vẫn động viên anh em, cũng đi kiểm tra từng bộ phận một, rồi đua làm sao cũng chú vẫn là người ngồi trên xe dẫn dắt cái đoàn đua từ ở Bắc vào các tỉnh đi tới thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần mà đến nơi là chú rất là mệt mỏi, có những bữa là chú không ăn được, phải ăn cháo, phải không? Nhưng mà ngày mai sáng dậy rồi bác sĩ rồi y tế của đoàn cũng kiểm tra và chú lại tiếp tục điều hành. Cái thời kỳ nào nó cũng có một cái đặc điểm nổi bật của nó, và rất là quý nhất là cái chú Phạm Khắc á, là chú đã theo cái chương trình này rất là nhiều mà rất là dễ thương. Thì chú mất rồi nhưng mà trong tâm tôi vẫn quý cái chú Phạm Khắc đã tạo cái phong trào này, làm cho anh em cảm thấy có cái lực để mà hoạt động, để mà làm cho cái sức khỏe mình ngày càng tăng lên. Cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, 35 năm một hành trình lịch sử. 35 năm với nhiều giá trị bền vững.
một sự kiện thể thao văn hóa chào mừng ngày hội thống nhất non sông của dân tộc. Tiếp nối, sáng tạo, đột phá. Tuổi 35 với cung đường miền Đông và Tây Nam Bộ sẽ tăng thêm sự hấp dẫn cho cuộc hành trình truyền thống từ thủ đô Hà Nội, lan tỏa sức sống mãnh liệt với hành trình non sông liền một dải, niềm tin chiến thắng. Mời quý khán giả đón xem, cổ vũ cho cúp truyền hình trên các kênh sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trực tiếp truyền hình các chặng đua 8 giờ hàng ngày từ 2 tháng 4 đến 30 tháng 4 trên kênh HTV9, HTV Thể thao và các hạ tầng mạng xã hội của HTV.